đến khi 7 ngày tháo nẹp thì về mọi người cực kỳ khen, mọi người cực kỳ thích dáng mũi của em bởi vì trông cực kỳ tự nhiên. Đầu tiên là bạn trai của em thì cực kỳ thích dáng mũi của em làm. Anh ấy bảo là giống như đang quen một người khác. Xin chào mọi người, mình tên là Thái, hiện tại mình đang ở Đắk Lắk. Mình làm công việc make up và hôm nay mình tới đây để cắt chỉ sau 14 ngày nâng mũi. Dịch vụ nâng mũi của mình đó là nâng mũi cấu trúc điện trung bì. Lúc trước thì tình trạng mũi của em đó là không có sống mũi và đầu mũi rất là hếch, mũi cực kỳ thấp, nên là em đã quyết định là làm mũi bởi vì có một người chị của em đã từng làm ở bác sĩ Trần Phương cách đây không lâu. Thì em đã theo dõi bác sĩ Trần Phương và cũng cảm thấy rất là ưng ý với dáng mũi của bác làm. Và rồi em quyết định làm mũi ở bác sĩ Trần Phương. Em chỉ theo dõi bác trong vòng 1 tháng bởi vì trước đó em đã có tham khảo qua người chị của em từng làm ở đây. Thì em thấy dáng mũi của chị làm ở bác sĩ cực kỳ đẹp, tự nhiên, nên em đã quyết định nhanh chóng là thực hiện ước mơ của mình, đó là làm mũi. Cho tới giờ thì em cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn là đúng đắn khi lựa chọn bác sĩ Trần Phương. Ngay từ ngày đầu đến tư vấn ở bác sĩ Trần Phương thì bác sĩ có tư vấn cho em là cấu trúc da của em cực kỳ mỏng nên chỉ nâng được thật là tự nhiên thôi. Trong quá trình nâng mũi, bác sĩ làm cực kỳ nhẹ nhàng, yên tâm. Sau quá trình nâng mũi thì em cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng. Và đến khi 7 ngày tháo nẹp thì về mọi người cực kỳ khen, mọi người cực kỳ thích dáng mũi của em bởi vì trông cực kỳ tự nhiên. Đến tận ngày hôm nay tháo chỉ thì em cực kỳ hài lòng với dáng mũi của mình. Xin lỗi mọi người, nãy giờ em nói hơi nhiều từ cực kỳ một tí bởi vì là em đang rất là thích cái dáng mũi của mình. Em là một người cực kỳ sợ đau, vậy nên em chọn phương pháp triền mê. Vậy nên là từ đầu đến cuối buổi phẫu thuật đến giờ em cảm thấy rất là bình thường, thoải mái, hoàn toàn không đau khi mà làm mũi. Từ khi tháo nẹp tới giờ thì em được rất là nhiều người khen. Đầu tiên là bạn trai của em thì cực kỳ thích dáng mũi của em làm. Anh ấy bảo là giống như đang quen một người khác. Về phía gia đình của em cũng cảm thấy rất là vui, rất là hài lòng với dáng mũi của em hiện tại. Và họ đều thích. Bản thân em ban đầu thì cũng có lo lắng, nhưng mà sau khi nhìn thấy dáng mũi của mình sau khi tháo nẹp, em hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì mình có một cái mũi thật là tự nhiên, đẹp. Và trong quá trình làm em cảm thấy bác là một người rất là dễ tính, dễ thương, nói chuyện cực kỳ vui tính, làm cho em cũng bớt lo lắng hơn. Và đội ngũ ekip của bên mình rất là chuyên nghiệp. Trước đây thì công việc make up của em cũng khá là ổn rồi, nhưng mà mỗi lần em tự make up lên em phải đánh sống mũi rất là kỹ. Điều đấy làm cho em rất là khó khăn trong việc make up kéo dài thời gian hơn. Và từ đây thì em cảm thấy vô cùng thoải mái, tự tin với những cái layout make up mà mình đã chọn. Em có chút lời khuyên cho những bạn nào đang nâng mũi là đừng lo lắng gì cả, bởi vì khi mà lựa chọn tiền mê thì cực kỳ là an toàn và không hề đau một chút nào. Dáng mũi của bên bác làm cũng hoàn toàn tự nhiên và em là một minh chứng rõ nhất. Cảm ơn mọi người và chào tạm biệt. Push and pull, 전속력.